Mình xa. Cô nít chưa? Ok, cô đi. À, bạn bóc thì đang không ngủ và mình thì muốn quay video quá nên là bạn bóc hôm nay đã được lên sóng. À, trong ngày hôm nay thì mình sẽ cùng với các bạn à đọc một số cái câu mà mình thu lượm lại được ở gần đây. Nó có một số các cái uh, hiêu ghen khá là hay nói về thời tiết uh, cũng như là diễn tả cái tâm trạng của mình. Nó cũng liên quan một chút tới uh, virus corona nữa. Uh, thực ra thì mà dạo gần đây mình rất là tìm được rất là ít các cái nguồn tài liệu mà mình thấy thích và muốn chia sẻ với các bạn uh, nên là cũng cố gắng đọc thật là nhiều thứ rồi thu gom thật là nhiều thứ để có thể làm video và chia sẻ với các bạn uh, nên là hôm nay mình sẽ cùng uh, với mình uh, tìm hiểu một số các cái uh, câu diễn đạt hay uh, trong cái uh, phần mà mình mới thu lượm lại được nhé nào bây giờ chúng mình cùng bắt đầu thôi cái đoạn mà đầu tiên mình bắt gặp mà gần đây mà mình thấy cái cách diễn đạt của nó khá là hay nói về thời tiết. À, đây là một cái bài viết blog của một cái chị mà chuyên làm đồ handmade mà mình đang theo dõi, chúng mình cùng thử đọc nhá. tari kumotari magurushiku kawaru tenki. Tenki ở đây nó là cái thời tiết và tất cả cái đoạn ở đằng trên này nó sẽ nó sẽ bổ nghĩa cho cái từ tenki này của mình do là thời tiết là những cái thứ mà mình uh, không thể nào thay đổi được nên là sẽ dùng là kawaru là cái thời tiết thì làm sao cái thời tiết thì hare tari kumotari là lúc mưa rồi lúc nắng rồi me magursi ở đây là cái từ me mai của mình mình nhớ là nó là chóng mặt đúng không thì ở đây nó là me ma cộng với lại gurushi là chóng mặt đấy thì nghĩa rằng là cái thời tiết thì lúc nắng lúc mưa rồi thay đổi uh, một cách gọi là chóng mặt <laughs> ở đây cái câu này mình bắt gặp một cái từ gôi đó là tokyori sashikomu hikari hikari là ánh sáng rồi cái từ sashikomu ở đây nó là chiếu vào dọi vào còn cái từ Tokyoi ở đây nó có nghĩa là Uh, như kiểu là uh, khúc xạ ấy. thì cả cái câu này, ấy, cả cái từ gôi này ấy, uh, nó có nghĩa là cái ánh nắng mà hắt vào trong nhà ấy. thì ở đây là cái hình ảnh mà miêu tả cho cái từ là uh, tokyo di hikari là cái ánh sáng mà hắt vào tường mà nó uh, chiếu ra những cái tia rồi uh, những cái phần khúc xạ như thế này thì người ta sẽ gọi là uh, tokyo di hikari uh, và một cái uh, từ nữa là ạ. Matia ở đây là một cái từ nghĩa rằng là cái ngôi nhà ở trong phố. Ấy, uh, Kurai machia là những cái ngôi nhà ở trên phố mà nó bị tối, ấy, đúng không? Những cái góc tối ở trong cái ngôi nhà ấy. Còn cái từ higoro ở đây là hàng ngày, thường ngày và mình dịch cả cái câu này là. À, hàng ngày thì những cái ánh nắng uh, chiếu vào những cái căn nhà tối cũng trở nên chiếu cự nát tê là trở nên mạnh mẽ hơn có là những cái ánh sáng nó chiếu vào nó cũng uh, sáng hơn rồi mạnh hơn Atarashi <laughs> video Thực ra cái câu này ở cái đoạn đằng sau này ấy, là mình 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 viết theo cái 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 câu của mình mình thay đổi đi một chút còn cái câu của người ta bản chất nó không phải là uh, ở trong nhà để uh, làm video cũng như là viết blog. Thì ở đây mình sẽ bắt đọc cái cấu trúc đó là verb mask cộng với lại chữ uh, chữ là cùng với cái gì đó Uh, cái dạng uh, cấu trúc này thì nó hơi là thường hơi cứng một chút và người ta sẽ dùng ở trong văn viết là nhiều ở đây mình bắt gặp một cái từ nữa đó là Ukiashi datsu sự là cái sự thấp thỏm chờ đợi một cái gì đó uh, ở đây mình sẽ nhìn cái chữ hán này cái chữ hán là ở đây là ca bự là nổi lên kiểu là uh, soa soa ấy nó nghĩa nó là soa soa, soa cũng là uh, phấp phỏm Uh, lo âu rồi thấp thỏm còn cái từ asi Dachi ở đây nó là kiểu uh, đứng ngồi không yên ấy thì mình đang dịch ở đây nó là cái sự thấp thỏm chờ đợi À, cái sự thấp thỏm chờ đợi của cái cái gì ô tô là cái sự ghé thăm của một cái mùa mới thì cùng với đó thì làm sao thì tôi uh, dứt tộ ienikomote tệ là chỉ có ở trong nhà suốt ngày dứt tô là suốt ngày chỉ có rú rú ở trong nhà suốt ngày chỉ có ở trong nhà để viết uh, viết blog cũng như là làm video uh, tiếp tục mình sẽ đi đến một cái đoạn khác à, cũng nằm trong một cái blog mà mình trích dẫn ở tại đây đó là sai kín media o nigi hoa ct ạ corona virus covid 19 ni yoru hai no koto ở đây mình sẽ thấy này động từ của mình trở thành dạng danh từ hóa và nó thành chủ ngữ là cái cái nô hóa ở đây như như đã phân tích ở rất là nhiều các cái câu hay là các cái video ở lần trước rồi là ở đằng sau nó nói về cái gì thì cái nô hóa ở đây nó chính là thể hiện về cái đấy thì mình đọc ở đằng sau này nó nói về cái gì ạ nó nói về cái bệnh uh, viêm phổi mới do cái con uh, virus corona tạo nên hay là do cái con uh, virus corona nó gây ra ấy thì nếu dựa ở đây thì mình sẽ dịch là uh, cái nô hóa ở đây nó chính là cái bệnh uh, viêm phổi mới do cái con virus corona này gây ra. Trong cái phần uh, chủ ngữ này mình bắt gặp một cái động từ đó là negocet đó từ này thì bắt nguồn từ cái động từ là nikiwa sự là nhộn nhịp rồi phong phú cái gì đó thì mình sẽ kịch ở đây là gần đây thì truyền thông đúng không media ở đây là truyền thông thì uh, đang nhộn nhịp uh, cái căn bệnh uh, viêm phổi uh, mới uh, do virus uh, corona gây ra uh, thì các bạn thấy là khi mà mình dịch thì mình sẽ um, chuyển cả cái câu này nó thành uh, go xích cự hơn đó là dịch không hề theo đúng cái cái cấu trúc câu của mình. Nếu như mà dịch đúng như thế, ở đây thì sẽ là cái thứ đúng không cái nô hóa ở đây là cái bệnh mà uh, khiến cho đúng không cái khiến cho cái cái truyền thông của mình nó trở nên nhộn nhịp ít, tại vì động từ ở đây là dạng sai khiến thì là cái uh, virus uh, corona đúng không uh, tuy nhiên thì nếu mà làm như vậy thì nó hơi bị uh, gọi là không 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 xuôi cho lắm nên là mình sẽ chuyển hẳn sang thành câu uh, chủ động là mình sẽ chuyển cái động từ ở đây nó không phải là dạng sai khiến nữa mà mình sẽ dịch luôn đó là cái truyền thông thì đang nhộn nhịp với cái bệnh viêm à, phổi mới do virus corona gây ra À, thì khi mà mình dịch ý, thì hầu hết là trong các cái trường hợp ý, thì rất là nhiều trường hợp mình chuyển cái câu um, bị động thì thành câu chủ động này rồi câu chủ động thì lại thành câu bị động này, hoặc là cái câu sai khiến thì lại eh, chuyển về nó thành câu chủ động thì tùy từng trường hợp khác nhau thì mình có thể uh, diễn đạt uh, nó khác nhau. Uh, tuy nhiên cái cốt cơ bản thì mình vẫn nắm được cái nghĩa của nó rồi uh, mình phân tích rồi chuyển sang tiếng Việt sao cho hợp lý thôi. Kyoto de mocchi <laughs> ni dete miru to quan khách của người ta đã rất là đây, à, ở đây động từ của mình nó là odorokimas là ngạc nhiên Và cái chủ ngữ chính là chủ ngữ là tác giả Thì nó được, được đi ở trong câu này Nhưng là mình sẽ dịch là tôi thì là uh, vô cùng ngạc nhiên với cái việc là gì với cái việc là khi mà thử đi ra ngoài đường phố ấy, thì mặc dù là Kyoto mà cái số khách tham quan thì uh, giảm đi một cách rất là rõ rệt rồi giảm đi một cách rất là đáng kể cái từ gật ở đây là nó rất là mạnh ấy có là giảm đi một cách rất là nhiều. Fudawaku Gyu Gyu ở đây mình bắt gặp hai cái từ tượng thanh tượng hình thứ nhất đó là kiu 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 là kiểu thể hiện cái trạng thái gọi là chật cứng lại chật ních lại không có cái chỗ mà để để có thể di chuyển được ấy thì ở đây nó là chật uh, cứng còn gara gara ở đây thì là rất là thoáng đãng uh, Dù rất là vắng uh, thì mình sẽ dịch ở đây là bát sử đen xả mộ là những cái chuyến xe buýt này hay là những cái uh, chuyến tàu điện thì phư đào hóa hàng ngày thì chật uh, kín người uh, nhưng mà uh, lại cũng uh, trở nên gọi là gara gara là trở nên vắng vẻ đông trở nên đắng vẻ đến mức mà gọi là ngạc nhiên そんな中気になるのはマスク風速です son -no uh, SONANAKA là một cái từ mà dùng trong rất là nhiều các cái trường hợp để nối ở đoạn đằng trước thì nó nói về cái gì nó nói về các cái trạng thái này nói về cái tình hình tình trạng và sonanaka là trong cái hoàn cảnh đó trong cái tình trạng đó thì cái kini na -no được hóa là cái việc mà tôi quan tâm cái việc mà tôi để ý tới đó là cái việc là thiếu uh, khẩu trang xin bưng nhà telebi đấy ạ 感染予防にマスクに水槽しているし、各地で売り切れや買い占め、転売などが起きているそう。 ở làm sao ở trên báo chí hay là trên báo đài ở trên báo chí hay là trên TV thì uh, Sushi Sostere là đang khuyến cáo hay là đang khuyến khích uh, mọi người đeo khẩu trang để mà phòng tránh cái việc mà truyền nhiễm can xen uh, Yobo là phòng tránh cái việc mà truyền nhiễm uh, thế nên là các uh, cái chi để Uriki để ở đây là um, bán hết rồi bán không còn hàng tồn kho nữa nên là ở các nơi thì đều bán hết được hàng này si mê thì là mua tích chữ uh, còn là tem ở đây là mua đi bán lại uh, nên mình sẽ dịch là uh, ở uh, các nơi thì đều xảy ra cái tình trạng gọi là hết hàng này rồi mua tích chữ hay là việc mà mua đi bán lại okite sô sô ở đây là nghe nói rằng là nghe nói rằng là nó đã nghe nói rằng là xảy ra cái tình trạng hết hàng rồi mua tích chữ hay là mua đi bán lại khẩu trang Uh, cái từ uh, gôi mà mình bắt gặp trong cái câu này đó là tokyo ame uh, tokyo ri ame là uh, sự kết hợp của hai từ đó là từ tokyo và cái từ ame uh, tokyo ri là cái sự thỉnh thoảng ấy uh, lúc có lúc không uh, và cả cái cụm là Tokyo ri Amega Fudo ờ, ở đây nó sẽ có giải thích tối ưu của hóa là có nghĩa là Ichiniji đều hóa nó cự là không phải suốt cả một ngày mà thỉnh thoảng thì trời mới mưa thôi có nghĩa là lúc thì mưa xong lúc thì lại tạnh xong lúc thì mưa thì lúc rồi lại tạnh nên là mình sẽ dịch ở đây là trời mưa giả dích là trời lúc mưa lúc tạnh này rồi tột xuyên đệ là rồi đột nhiên trời tạnh thì Niji cái từ chữ hán này nó là Niji là cái từ cầu vòng ấy đột nhiên thì trời đang mưa rồi lại tạnh ấy, thì cầu vồng nó sẽ xuất hiện này và à, một ngày thì làm sao một ngày thì à, thời tiết như thể là ít tari tari là lúc thì mùa đông và lúc thì mùa xuân nhưng mà nếu như mà trong tiếng việt của mình ấy mình hay có cái câu là à, một ngày mà có cả đông lẫn hè ấy, trời thì vừa à, lạnh nhưng mà có lúc lại nắng có lúc lại mưa có lúc lạnh rồi có lúc mát ấy thì là mình sẽ thì mình sẽ dịch ở đây nó là một ngày mà như thể có cả mùa đông lại. vậy là chúng mình đã vừa tìm hiểu xong một số các cái câu uh, diễn đạt khá là hay và mình mong rằng nó sẽ tiếp tục có ích cho các bạn uh, trong thời gian tới thì chắc là bạn bắp sẽ còn lên sóng nhiều hơn các bạn hãy cùng ủng hộ cho bạn bắp nha chào cả nhà đi con Johnny Johnny